Bây giờ việc đầu tiên của mình là bao giờ mình cũng phải tạo cái project đó đó. Mình vào file project Windows đây. Thì ở trên cái YouTube của thầy á, nó đã có một số cái bài đó ha. Đây. Thầy mở lên coi nằm đâu nha. Trong playlist đi cho nó nhanh. Đây. À, bên đây chứ. Rồi. Nó có một số bài thì nó có mấy cái bài để tạo cái project đầu tiên á. Đây. Các em xem ha. Cái phần Maya Project Create nè, set nó nè. Thì bây giờ thầy hướng dẫn rồi mấy em cứ nếu mà không ấy thì cứ lên trên này coi ha, để tạo ra được một cái project cho mình làm. Thầy nói là như thế này. Đầu tiên mình sẽ chọn đường dẫn ha, đặt tên project của mình. Ví dụ như thầy làm một cái nhân vật như thế này đúng không? Rồi cái project của thầy để trên desktop, chọn đường dẫn đây, bắt buộc là phải có một cái bài này từ đầu đến cuối của mình nha, phải làm cái này nha. Trong này nó có rất là nhiều folder, chỉ có ba folder quan trọng nhất, đó là folder email, folder sin và folder sụt email. Trong này nè, đây sin email, sụt email. Rồi mình có thể bỏ những cái gì đó vào data cũng được. Ở cái phần nó có cái phần data ha, chuyển đổi nè. Thì mình xin để làm gì? Là để mình lưu bài của mình ha, để mở lưu bài của mình. Email là cái hình từ trên Maya nó xuất ra, từ trên Maya xuất hình ra là nó sẽ vào trong email. Còn thư viện của mình lấy vào là sụt email. Ví dụ như hình ảnh, texture hay là bất cứ cái gì mình lấy mình đưa vào thì mình sẽ bỏ vào đây ha. Rồi. Tạo nó, accept nó ha. Lúc này mình mở desktop lên. Mình sẽ thấy thư mục hero ở đây. Rồi, trong này có sin, có email, có sụt email, có đầy đủ hết ha. Rồi mọi thứ, việc đầu tiên trước khi mình làm thì mình sẽ mở sụt email lên, mình lấy cái hình concept của mình bỏ vào đây. Đây là cái concept của mình ha. Đấy, bắt buộc những cái hình gì mà đưa vào thì nó sẽ nằm ở đây, sụt email. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu mình làm việc giống như lần trước mình làm với cái con chó đó, mình phải tạo reference cho nó. À. Thì mình sẽ mở sổ email lên, mình coi cái hình này kích thước bao nhiêu. À, đây là 1920 1324. 920 1324. Rồi. Bây giờ mình ra đây. Gõ nó lên. Mình chịu khó nhé, làm theo kiểu này đi. Bỏ cái lưới này đi ha. 1920 19 3.2. Đấy. Rồi 1324. Wow. Rồi coi lại nè. Đó, đúng rồi đó. Thì mình sẽ có được cái kích thước như thế này. Bây giờ mình mới bỏ cái hình lên ha để mình làm. Thì mình cho nó một cái chất liệu, add cho nó một cái chất liệu mới ở đây, lumber. Rồi đặt tên cho nó đi, reference đi cũng được hay background gì đó cũng được ha. Bây giờ mình mới
Tiếp tục mình vào cái checker ở đây, chọn file, rồi nó tự động nó sẽ đến cái phần sụt email của mình và mình lít vào đúng cái hình của mình ha. Rồi lúc này mở texture lên, đây nó có cái hình này nè, à, có cái hình thì cái này nó đúng hay sai, tỷ lệ đúng chưa, mình mở UV lên mình xem nè, chiếu plana cho nó ở trục y ha. Rồi đặt đúng như thế này, đây nó đúng rồi đó. Rồi khi mà mình chiếu á, thì nó sẽ để chế độ UV ha, mình bấm chuột phải mình chọn Object Mode tạo ha, chuẩn bị mình tạo laser cho nó. Bây giờ mình xoay nó lên 90 độ để cho nó đi theo 5 độ. À mấy em thấy không? Đó nó nhảy từng 5 độ, 5 độ giống 3D Max á. À 15 độ đó ha. Thì mấy em bấm giữ chữ G ha. Bấm giữ chữ G. Phím G á. À nó sẽ nhảy lên ha. Đúng không? Vuông góc 90 độ đây. Mỗi lần nó nhảy là nó sẽ nhảy 15 độ. Rồi, giờ nó ra đây. Ở phía sau. Bây giờ mình mở cửa này lên, mở cửa sổ này lên. Cái hình này nó không có chính xác nhìn thẳng lắm, thì mình sẽ lấy một trong hai bên đó ha. Còn những cái khác mình sẽ tính sau. Đây. Đó, nó bị nghiêng nè không? Nó bị nghiêng. Thì cái này mình có thể ăn gian chút xíu, không sao cả. Chỉnh sửa chút xíu thôi. Đó, mình để lệch qua bên này tí đi. Rồi bên này cũng nhìn nghiêng, nó cũng cũng bị lệch ha. Bấm mình trên D, xoay nó lại, nhấn chữ G, thấy là mình cũng có 90 nè ha. Mở cửa sổ này lên, mở texture lên, chọn mu tool, đẩy nó qua cái hình nghiêng. Thì cái hình nghiêng này nó bị quay vào trong, cái hình nó quay qua tay phải, thì mình ở đây mình cho nó là trừ một scale để nó quay ra hướng này. À, nó phải quay ra hướng như nè, chân cao thấp gì đó, cái đó là do mình ha. Cái này là nếu quen thì mình làm sẽ quen thôi, không có vấn đề, còn không thì mình nên, hồi nãy giống như thầy nói với Duy đó, là phải tìm một cái reference tương đối ổn để mình tạo cái khối cơ bản trước. Đây có cái hướng đây. Rồi bây giờ mình sẽ chọn hai cái này, đưa nó lên khỏi trục tọa độ ha. À rồi ở đây mình tạo laser cho nó, khóa nó lại. À bây giờ mặt sau mình chưa nè ha, sau nè. Bây giờ mình muốn thì mình mở nó ra, chọn mặt sau, chọn attribute. Ở trong này nó có sharp nè ha, render size, tắt cái double size đi. Đây đây cũng tắt đi. Ok sau đó khóa nó lại, xong mình save nó reference. Ở đây mình save scene as, luôn luôn save scene as ha, đừng có save đè chồng, đừng có bấm control s hay là đừng có linh tinh, mình đừng có đè nha, sau này sẽ mất bài rất nhiều. Cái này là rip ha, reference. Rồi ok mình xem đây, bây giờ thì mới bắt đầu làm đúng không? Bây giờ có nhiều cách để làm lắm, mấy em nào mà muốn làm trên Maya lưới bắt đầu từ đầu đi cho nó chuẩn thì nên coi mấy cái bài vừa rồi thầy để up lên đó ha. Đây là những cái bài thầy có up lên đây, tức là mình phải đi từ một cái khối cơ bản ở đây ha, đi từ một cái khối cơ bản đây lên nè, đó đi từng bước
Rồi từng bước như thế này, cái tay mình cũng làm rời, mình ráp, mình gắn vào. Ok, không sao cả. Đây là đối với nữ, và những cái khối mà nó không có cơ bắp nhiều thì mình nên đi theo kiểu này ha. Còn nếu mà có chi tiết nhiều thì đa số người ta sẽ đi qua ZBrush làm, hoặc là mình cũng dùng Sculpt trên Maya cũng được ha. Rồi, nhân vật này làm trực tiếp trên Maya cũng được, không có gì phải khó khăn hết ha. Ở đây thì cũng ít chút giống y như vậy. Và ở đây thì trước khi mình làm, mình phải chú ý, à mình để ý mình coi, cái phần này là một khối riêng, cái quần một khối riêng, hai cái chân khối riêng, mấy cái này riêng hết. Người này mình không làm xuống đến đây ha, cái nhân vật này là nó dính tới đây thôi, mình cắt đến đây và không có làm xuống đến đây ha. Thì cái này là một cái chất liệu từ đầu đến cuối, mình không có ngón chân ngón gì ở đây hết. Còn cái này là nguyên cái thân người, thì mình làm nguyên cái thân người ở trên này. Đấy, ở đây nó có cơ bắp, mình đi như thế nào mình phải biết cái hướng đi của cái lưới để sau này mình mới chỉnh sửa được ha. Cái lưới nó đi à, nãy giờ thầy quên thu rồi. Thôi tạm thời vậy đây. Rồi bây giờ để làm thì mình cũng phải lấy một cái khối cơ bản, muốn chỗ nào thì mình lôi kéo đó lên ha. Giờ thầy lấy một cái khối cơ bản nè, mình làm theo kiểu blocking, mình làm theo kiểu blocking ha. Ở đây cho ít lại, ở đây bỏ cái phần nắp này đi. Rồi cái này có thể mình để 14, 14 chứ không cần 12. Rồi ở đây mình cũng tạo chất liệu, hoặc là mình X-ray ha. X-ray thì nó mờ, mình nên tạo cho nó một cái chất liệu trong đây. Nhớ đặt cái tên cho nó để dễ thấy đường. Rồi mở tới đây đi, chỗ này đây. Thì khi này mình bấm chuột phải, mình ép nó có mấy chất liệu nè ha, là mình biết cái này là đặt nè ha, trong nè ha. Rồi hai cái đó thôi là ok. Bây giờ nhân vật này nó có thể lệch thì mình có thể chỉnh thêm lại một tí cho nó nằm ngay giữa. Qua một tí nữa, mấy cái này chút nữa mình đặt sau, tại vì nó phối cảnh mà ha. Mình đặt lên tí nữa rồi tiếp tục khóa nó lại. Lúc này là mình cũng làm giống y như con chó vậy đó ha, mình cứ làm đơn giản. Đến đâu đến đây keo nó lại, rồi mình cứ việc insert. Rồi trên này kéo ra, rồi tiếp tục đẩy lên đây. Thì mình có thể cứ insert thôi, mình không có cần thiết là phải cái chút ham insert. Thì mình kéo cái này lên đến đây, cái vai kéo như này lại ha. Đó rồi, cái này từ từ mình thêm, càng đơn giản lưới càng dễ làm ha. Rồi bây giờ ở đây mình cứ dựa theo nó mình keo. Dựa theo nó mình keo.
Đây, dạ. Bây giờ nó có hai cách để làm. Một cái cách là mình sẽ làm luôn từ trong này mình đi ra. Hai là mình ráp lại giống như hồi nãy thầy cho coi cái phần trên YouTube. Mấy em làm cách nào cũng được hết ha. Không có cách nào mà dở cả, cách nào cũng hay cả. Giờ ở đây bắt đầu mình mới thêm lưới nè. Giờ nó đi ra ngoài lưới tam giác nè, tam giác vai ha. Rồi cơ bụng dưới này ha. Từ từ. Rồi chỗ này mình phải adjust nó ra, chỗ này mình phải adjust nó ra. Thì trên này mình phải uốn cơ nó lại. Phần chỗ này nè, keo nó lại. Này, xích vô. Đây, cái bắp vai nó phải đi đến đây nè. Này xích lên tí. Đó. Giờ anh quay ngang qua anh coi cái vai đây lớn lên này, phần về vai ngực lớn lên, đẩy ra xa tí. Mình làm giống y như cái bài của con chó mình làm thôi, không có gì khác hết. Rồi chỗ này mình đi chút nó ra. Ra cơ bắp đây. Coi có đúng không cái đã. À, cái hình này nó quay nghiêng. À, này mình có cái chân này nó đứng nghiêng nè. Nghiêng nè. Thì mình phải biết. Một là mình lấy đây để chốt, hai là mình làm rời cái chỗ này. Thì cái phần đó mình sẽ gắn vô sau. À, nó chỉ ít chút chỗ này thôi, nó chỉ ít chút phần chỗ này thôi. Giờ mình lấy chỗ này mình chút ra đây nè, đó là cái phần của nó nè, chút ra làm cái bờ vai. Còn cái này nữa chứ, à, chút ra, kéo nó ra. Chọn cái test. Đây là một đó, cái vai nó như này thì cái khối này á, mình phải biết nha, mình phải coi anatomy ở trong nó to nó nhỏ dần ha. Cái vai nó không có vuông như thế này, vai nó không có vuông này. Bây giờ mình coi nè, coi nhân vật mình mới thấy đây, nó to nó tròn đây nè, nó dài nó rộng ra cái ngực ha, nó lài ra bằng cái ngực. Thì cái chuyện này là mình phải đẩy cái phần trước này ra, những cái điểm này nè, đẩy ra. À. Mình coi nó lại không, đó nó lại theo nè, nó lại theo nè ha. Rồi phía sau cũng vậy. Đây là cái yêu cầu bắt buộc thôi, sao cũng vậy. Rồi đó nó phải lại ra như vậy, xong mình mới thêm cái đường ở đây để mình tạo ra cái khối ở đây. Cái cánh tay thì luôn luôn thường thường người ta sẽ làm đó là hình 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 là tám cạnh ha, ở đây mình mới sáu cạnh thôi. Insert nó thêm một cái cạnh nữa. Đây, tạo nó thành 8 cạnh. Thì lúc này mình phải nâng cái này lại, đẩy cái này lại sao cho nó hợp lý. À, bây giờ mình chọn nè. À, bây giờ mình coi cái hình nè. Cái tay nó phải nhỏ hơn, cái bắp vai nó nhỏ hơn đầu. À, đẩy cái này vào. Không đẩy nhiều quá, này để ngay giữa đó.
này cũng có thể xích vô tí đó. Rồi cái phần này bao giờ nó cũng lõm lên một tí ha, cái phần cái nách của nó. Đây mình làm một bên thôi nha, chút nữa mình delete mình lấy bên kia. Ồ này mình không có đường giữa à, mất cái đường giữa, mình phải thêm insert cái đường giữa ha. Lúc nãy là mình làm không đúng, mình làm 12 thôi. Giờ chia này hết ra ha, chia này ra xong connect nó đó, cắt bỏ một bên này đi, giống như mình làm bài con chó thôi, không có gì hết. Đây up z, ok. Lúc này cái chút này ra xong rồi, ở trên nó cái phần này cho nó nhỏ lại tí. Đây mình thấy cái cơ bắp của nó ha. Rồi trên này mình mới chút dần vào, này mình mới chút dần vào. Cái này nó phải lại theo cái vai, theo cái vai nó thấy. Rồi chọn này chút xuống, nếu mình muốn làm theo cái khối hướng này thì mình chút này, còn không tới đây mình lấy một cái khác mình gắn vào ha. Ở đây mình không thích thì mình lấy một cái khối khác giống như cái bài kia đó. Đây lúc này mình mới canh chỗ này lại tí. Rồi chút xuống cũng được. Nếu mình làm một hơi như thế này á thì mình phải có cái nhìn nó khá khá một tí ha, còn không là sẽ rất là khó. Rồi xong rotate chỉnh nó. Cái nào ở phía trước mình đi cho nó đúng ha. Đây ví dụ như đây là trước nè, trước nè đó. Giờ mấy cái điểm này trước nè, này ở đằng sau có thể nó sẽ cong lại như thế này. Cái này là cái đường ở giữa phải không? Đây rồi chiều này ha, chiều này mình phải kéo nó ra, kéo nó ra ngay từ cái lúc đầu mình phải canh này ha. Nhưng mà do cái này nó đứng nghiêng nó không có thẳng thì thường thường cái tay nó phải cong ra giống hình này nè, hơi hơi cái này. Thì chỗ này mình cũng kéo ra bình thường, một là mình để y nguyên vậy ha, hai là mình dời cái offset nó ra một tí, tại vì cái hình này nó hơi lệch rồi, cái hình này nó hơi lệch, mình có thể dời offset. Nhưng mà trước khi mình dời offset mình phải free mấy cái này đi, hoặc là mình phải coi là cái trục này nó đã có vị trí chưa. Wow, đây mình đưa cái tay nó ra gần gần giống vậy nè, lúc này mình mới dời nó ra ha. Xong rồi sau đó mình trả cái tay nó về lại. Thì ở đây mình bỏ cái phay này đi, bỏ mấy cái cạnh này đi ha, bỏ đi cho nó dễ làm. Lên chọn delete rồi chỉnh lại, chỉnh lại cho nó tròn. Cứ từ từ làm thôi, không có gì phải phức tạp hết. Chỗ này bây giờ mình mới chọn nguyên cái này mình kéo ra trước ha.
kéo nó đi làm sao hả? Ấy dính gì à, nó còn cái phần nắp này ở dưới ha, để mình chọn phần điểm mình kéo đi, kéo nhẹ ra đây, kéo nhẹ ra, kéo ra, đây là do cái reference mấy em thấy không, nếu mình không có reference chuẩn là mình phải làm một cái chuyện rất là cực khổ. Giờ giờ mấy em thấy là mất công không, làm rất là cực khổ, cho nên là thầy muốn là mấy em phải có reference cho nó đủ, nó hết tất cả những cái thứ đó đầy đủ rồi đã thì mấy em mới làm mới ok được đó. Lúc này là lưới mình phải canh lại ha, thì mình đã sửa cái hình của nó rồi thì mình phải canh lại à, trục này có đúng không, bây giờ nó đưa ra làm sao nhiều quá nè, xong thì mình mới đưa nó trở về nếu mình làm xong cái tay, còn không thì mình nên làm cái tay rời, cái tay rời vô này mình gắn nó vào chứ không có gì hết. Cái trục này thì ok nhưng mà bên này nè đó mới là vấn đề, tại tại mình không có cái hình nghiêng để chuẩn, nếu mình lấy một cái concept khác gần gần giống như thế này ha, lấy concept khác gần gần giống thế này mình đặt vào đây và mình làm luôn thì nó ok hơn ha. Đấy, ví dụ như nó không phải như thế này tại vì cái hình nó quá nghiêng thì cái góc này nó còn lớn lên nữa. Rồi tạm thời mình cứ làm tiếp tục chỗ này thì chút nó ra, theo nó lớn lên. Lúc này mình phải làm lại mấy cái đường, này là mình chưa có làm mấy cái đường này ha, mình cứ làm cơ bản trước á. Rồi cái này phải thẳng ra hai cái đường này cho nó bằng hết, gần như là mình phải scale cái này lại ha, thì đó giống giống như vậy nè, à mình scale cho nó thẳng ha. Giờ điểm nó lại. Ra lại đây. Rồi. Lúc này là mình phải vẽ, mình phải dời cái hình ra nữa. Ha. Này nó đi vòng nè. Nhưng mà cái tay này nó bị đưa ra đằng sau nhiều quá. Mình phải đưa lại đằng trước. Rồi tạm thời mình cứ dời nó ra đằng sau nè. Đã thấy cực khổ không? Không có concept là mình sẽ làm rất là cực. Mình không có modeling sheet làm khổ lắm. Cái này là đối với mình làm trên Maya nha, còn trên ZBrush và những người người ta làm quen á, người ta sẽ không nghĩ tới cái này ha, người ta đưa nguyên cái khối lên là bắt đầu là làm luôn, cứ lên là mà cứ nhắm, tại vì họ đã quen với cái anatomy rồi cho nên là không có gì phải lo lắng hết. Rồi từ chỗ này mình tiếp tục chút ra. Ồ, vẫn hình bên này bên kia nó vẫn khác. Coi lại nhá. Rồi, cứ chút ra đi. Dồn cái điểm này lại hoặc là keo lại ha, gần coi đây kéo này ra
Thường cái bàn tay thì bên này nó sẽ rộng hơn bên kia ha, chiều đứng với chiều nằm nó khác một tí. Lúc này mình mới insert thêm ha, này là làm cơ bản. Rồi nắm điểm kéo là nhanh nhất. Rồi trong quá trình làm này á, mình nhớ bấm số 3 ha, nhiều khi nó sẽ bị nhỏ đó. Bây giờ không nhìn thấy nó nhỏ không, nên là trong khi đó mình phải chỉnh, không có kéo đầy liền ha, mình cứ kéo từ từ, bên này tí, bên này tí, mình kéo nhiều quá cái nó dư. Rồi trên này đây là đường, đây là đường. Chỗ này mình nên cho nó xuống. Thì ở đây mình sẽ dùng S ha, S line kéo xuống cho nó hợp lý. Ở phía sau nó khác phía trước. Đường này cũng vậy, kéo xuống. Lúc này mình kéo tự tin hơn. Cái này cũng thấp xuống. Chỗ này kệ nó, miễn sao cái đường này nó hơi đều với nhau được. Giờ mình coi cái tay nó bị nè, mình phải sửa nha, cái này là mình phải sửa. Đưa cái này về độ cái tay kệ nó, mở khối lên nó bị ra làm sao nè, thấy chưa ha, mình phải bẻ nó ra làm trước, hay mình phải xây cái vùng chọn đi, đừng để nó giống như cái cán giá ha. Slide tắt cái này đi, xây lại, đẩy nó lên phía trước một tí, tại mình không có reference ha, bắt buộc là mình phải làm theo kiểu này. Rồi mình phải kiểm tra nó có dày lên không, đúng không, nó phải phồng lên. Rồi chỗ nào nó phồng lên, này cho ra đây tí, đây rồi cái vai đó, cái vai chỗ này nè, chỗ này đẩy nó vào. Cái chỗ này chia đều ra, rồi cái đường, những cái này là mình đang làm cơ bản ha, cứ làm một cái khối cơ bản hết như thế này cái đã, rồi mình muốn thêm cơ bắp gì đó
Một là mình làm tiếp ở đây, hai là mình đưa qua Jivet hay là Skunchi gì đó, rồi mình đi lưới lại cũng được, không sao hết. Cái bàn tay mình sẽ làm rời, thì bàn tay là mấy em coi cũng giống như mấy cái bài thầy để ở trên á ha, em nào làm trước thì cứ làm từng bước. Rồi chỗ này nè mình mới chút lên thành cái cổ, chút chỗ này nè nhé, chỗ này là nó đi nó dính lại rồi ha, thì mình phải đi từ đây vòng lên thành cái cổ, lấy cái phay này nè chút lên. Xong kéo lại, kéo hai chiều ha, nhìn coi cổ này nhỏ à, cái chỗ này mình phải canh lại lưới. Rồi chiều này kéo nó lại, đẩy nó qua trước. Cái chỗ này là cái đường dai thì cái cổ nó phải đi xuyên như thế này. Cổ mình phải đi xuyên nè. Dai phía sau nó cao hơn. À, nó phải vậy nè, phải đúng. Đó. Canh nó lại. Rồi. Sau đó mình thêm một đường đây cho nó tròn đẹp, thì cái phần này thấp xuống một tí ngay cái ức luôn nè, ngay cái phần ức nè, ngay đó là nó đi nè, đó nó đi vậy đó, đúng không? Đây. Này có thể mình canh lại tí. Rồi chỉnh cái này, đừng có để điểm dư ha, rộng ra, canh đều ra. Thì chừng cái điểm nó nhiều quá là mình làm nó xấu, nó sẽ dễ bị nhăn. Rồi mình nhắm thử coi cái cổ này ha, nó cái tỷ lệ á, nhiều khi nó bên dày bên mỏng. Thường thường cái cổ này nó ở chiều ngang nó nhỏ hơn ha, chiều ngang nhỏ hơn chiều sâu. Cái phần đầu thì mình làm rời mình gắn vô cũng được, hoặc là mình gắn trực tiếp từ đây mình đi chốt lên cũng được nữa sao, nhưng mà thường để làm cho nó dễ thì người ta sẽ làm rời ha, phần đó thì người ta sẽ làm rời. Khi mình làm những cái đường này nè thì mình nên ép flow nó ha, đó nên ép flow nó để cho nó mịn, nó dễ chịu lại. À. Bây giờ là mình làm đúng các cái đường cơ khối này, chưa đúng nè, chưa đúng này, phải xích lên này, xích xuống à, nó phải đi như thế này. Rồi cái này thấp xuống nữa nó mới đẹp, lưới nó mới đẹp ha. À. Có thể chỗ này lên tí, lên canh lưới lại. Canh lưới lại cho em đẹp. Số 3 là nữ, đúng không? Đó. Ít nhất mình phải có được cái dáng cơ bản gì trước đi, rồi cơ bắp gì đó từ từ mình sẽ tính. Nong mấy cái này ra lại, xuống dưới đây là nó sẽ tròn.
Rồi cái chỗ này thì cái cơ bắp chiều rộng chỗ này thì cái này nó cũng đẩy ra tí ra. Đó là cái phần chỗ cái thân. Ở dưới này thì cái quần với cái đôi giày thì nó dễ rồi. Ở đây cái quần nó bị thụng xuống dưới này nè ha, quần nó là dạng quần thụng à. Rồi trên này là nguyên cái quần nó đi lên đến đây là nó cong ra ngoài cái bao này nè, cái vỏ này, cái quần mình nó sẽ đi vòng lên đến đây ha. Thì cái này mình chỉ cần lấy cái khối mình làm nó lên thôi, cái chút nó ra nên lên cái tổng quát trước, tại vì cái hình này nó không có reference đúng, nó lệch ha, cho nên là mình phải cố gắng thôi, dựa theo thôi chứ không có cách nào hết, tương đối trước. Mấy này khi làm nhớ canh mỗi tí như thế này nè, để nó lệch bên nào là mình chỉnh bên đó ha, chứ mình đừng có để tới hồi chỉnh một lần là lâu lắm, cực. Này hơi bị cao rồi phải không? Thì mình thu mới vào. Này cũng hơi bị rộng nè. Thu nó lại. Cái này thấp xuống. Đi vào trong. Sao chỗ vai nó thấp xuống này, cái này nông nó ra từ từ. Phần dưới này mình delete đi ha, đừng có để. Này là delete, phần này chốt lên delete, phần này delete luôn đó, ra phần cổ đó vậy đó. Cái tay chỗ này delete rồi, mấy em phải đi theo đường lưới như thế này ha, cơ bắp gì đó từ từ mình sẽ canh, nhưng mà cái đường lưới chính là nó phải đi như thế này. Đó. Đây, coi lại cái lưới nè. Giờ lưới nó phải đi thế này. Bàn tay thì mình kiếm một cái bàn tay khác mình làm, sau đó mình đặt vào ha, nhưng mà phải canh cái tỷ lệ, đưa vô đây mình canh tỷ lệ cho nó to lên lại là ok. Có thể mình sẽ lấy một cái cánh tay luôn của một cái nhân vật khác đặt ở vị trí nhìn thẳng, nhìn nghiêng, sau đó mình đưa vào đây mình chỉnh sửa cái hình ha. Lúc này mình duplicate spatial qua mình xem là mình thấy ok, mở lưới lên đấy ha, nó khác nghe chưa, do cái phối cảnh ha, phối cảnh thì mình sẽ thấy cái bàn tay này nó lớn hơn cái bàn tay này ha, nó sẽ lệch ra, thì cái đó kệ nó, không quan trọng, mình chỉ cần làm một bên ha, và sau đó mình có thể chỉnh sửa lại chút xíu, ví dụ như nhân vật này nó rộng ra một tí đó thì mình dời toàn bộ nó ra một tí chứ không có gì hết. Rồi. Mình sẽ làm